Thưa quý vị, thưa các bạn, thời điểm này đã bắt đầu vào vụ thu hoạch vải thiều. Tuy sản lượng giảm nhưng bù lại giá vải năm nay cao hơn nhiều so với năm trước, nên bà con nông dân vùng trồng rất phấn khởi. Vải thiều là một loại quả đặc sản của các tỉnh phía Bắc. Diện tích vải tập trung chủ yếu ở hai tỉnh Hải Dương và Bắc Giang. Mùa vụ năm 2019, toàn tỉnh Bắc Giang có hơn 28.000 hecta trồng vải. Sản lượng ước tính đạt 150.000 tấn. Trong đó, vải thiều sớm khoảng 6.000 hecta, tương đương 40.000 tấn. Với nhiều cái biện pháp thực hiện đồng bộ, trong đó có cả công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, tất cả các cái điều kiện thì Lục Ngạn đã sẵn sàng cho một cái vụ thu hoạch vải thiều năm 2019. Thế và hiện nay vải sớm của Lục Ngạn đã bắt đầu thu hoạch với giá dao động từ 35 cho đến 55.000 đồng 1 kg tại địa bàn huyện Lục Ngạn. Hiện nay thì mới cơ bản là vào đầu vụ, cái sản lượng thì vải chưa nhiều, thì cơ bản là vẫn là tiêu thụ chủ yếu là cái thị trường trong nước. Khi phía Trung Quốc mà tiêu thụ thì thường là tiêu thụ với một cái sản lượng khá lớn. Do vậy mà hiện nay thì vẫn cơ bản là tiêu thụ với thị trường trong nước và cái thị trường ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội. Đây cũng là một trong những cái tín hiệu rất là vui, phấn khởi cho bà con Lục Ngạn với cái mong muốn có một cái vụ mùa tiêu thụ thuận lợi. Xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, vùng vải lớn của tỉnh Bắc Giang đang vào mùa thu mua vải sớm. Bà Nguyễn Thị Hồng, thôn Kép 1, xã Hồng Giang cho biết, so với năm trước, sản lượng vải năm nay giảm do thời tiết bất thường, nhưng chất lượng quả vải rất tốt. Dù là vải đầu mùa nhưng ngọt thơm, cùi dày và không bị sâu đầu nên giá bán cao gấp đôi so với năm trước. Nói chung là chất lượng quả vải năm nay thì nó có mưa đều. Vâng, nó có mưa đều lên là quả phát triển rất là tốt, rất là to mà đẹp, mõng quả. Mà cái cùi của nó thì năm nay nó cũng đổ nước mà, nó đổ nước ăn. Thế nên là cùi nó cũng, cái cùi ruột này của nó rất là dày. Thế mà ăn thì chất lượng chín, bây giờ chưa chín, đúng, nói chung là nó chín, nó cũng chưa chín đỏ, thế nhưng mà ăn cũng rất là ngọt rồi. Cái sản lượng của năm nay thì nó kém hơn năm ngoái, chắc cũng chỉ được đến 60-70% thôi. Thế nhưng mà về cái chất lượng quả vải thì năm nay thì lại ngon hơn năm ngoái. Vâng. Nói chung là mới đầu mùa như nhà mình thì chưa được bán, nhưng mà như nhiều nhà người ta được bán rồi thì giá năm nay cũng cao hơn so với năm ngoái nhiều. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất thu mua phân phối các sản phẩm nông nghiệp, con giống, cây trồng, ông Phạm Văn Dũng, Giám đốc Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp Hồng Xuân, xã Hồng Giang, cho biết việc dán tem truy xuất nguồn gốc cũng sẽ không ảnh hưởng đến doanh nghiệp cũng như người dân. Hợp tác xã Nông nghiệp Hồng Xuân chúng tôi thì những năm gần đây toàn bộ cái sản phẩm và diện tích của vải thiều thì chúng tôi đều sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và Global Gáp và đều được cấp giấy chứng nhận sản phẩm. Chúng tôi sản xuất chất lượng cao nhằm mục đích là xuất khẩu. Hiện nay thì chúng tôi đã xuất khẩu được nhiều nước trên thế giới, trong đó có một số nước có tính như Mỹ, Nhật, Malaysia, Indo và Trung Quốc. Năm nay tuy vụ mùa năm nay cái sản lượng vải thiều tuy có thấp do thời tiết, nhưng với chúng tôi thì cái chất lượng sản phẩm vẫn là tốt, đạt tiêu chí xuất khẩu. Tương tự vùng trồng vải chính của tỉnh Hải Dương là huyện Thanh Hà cũng bắt đầu bước vào vụ thu hoạch. Sản lượng vải của huyện Thanh Hà chỉ ước đạt 18.000 tấn, giảm trên 55% so với năm 2018. Vải thiều chính vụ năm nay mất mùa, chỉ có khoảng 10% số cây cho quả. Đổi lại, giá quả vải năm nay tăng gấp nhiều lần so với năm trước. Bà con năm nay rất chi là vui mừng, phấn khởi vì hiện nay là giá đầu mùa là khoảng độ rơi vào 70-80.000 một cân vải, còn hiện giờ giá khoảng độ 40-50.000 một cân. Thế nên là bà con năm nay là rất vui mừng, phấn khởi vì năm nay cũng gọi là tuy là mất mùa nhưng mà được giá. Thế nên là bà con rất phấn khởi và vui mừng đấy ạ. Hiện giờ là vải chúng em đã vào được siêu thị rồi. Đấy, siêu thị trên Hà Nội, Vinbuck. Bây giờ chúng em đã đi tất cả các cái khu từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định là chúng em hầu như vải Thanh Hà của chúng em đã đều có mặt ở tất cả các tỉnh phía Bắc, ví dụ như là tiêu thụ nhiều nhất là ở Hà Nội và Hải Phòng. Theo đánh giá của các chuyên gia ngành nông nghiệp, nguyên nhân giá vải tăng cao một phần do sản lượng giảm hơn so với mọi năm.
một phần nhờ vào chính sách xúc tiến thương mại, thu hút doanh nghiệp thu mua của các địa phương. Vụ vải thiều năm 2019, tỉnh Bắc Giang và Hải Dương đã tập trung xây dựng các vùng sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, có nhiều giải pháp xúc tiến tiêu thụ tại thị trường trong nước và nước ngoài. Trong những năm vừa qua, trên địa bàn Hải Dương đã triển khai tốt từ khâu sản xuất và khâu tiêu thụ nông sản, đặc biệt là công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương, hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp đến khảo sát, tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm. Thông qua đồng này, việc tiêu thụ vải, sản phẩm vải nói riêng và nông sản nói chung đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cái vải thiều của Hải Dương nói riêng và trong mấy tỉnh ở phía Bắc này nói chung ấy, thì cái lượng vải thì như vậy cũng chưa phải là nhiều. Nếu như chúng ta mà đưa ra thị trường các nước ở trên thế giới, thì các nước ở trên thế giới rất là rộng lớn, mà nên là cái lượng vải thiều mà chúng ta mà đưa được ra những thị trường như vậy, thì cái quả vải thiều của Việt Nam và của Hải Dương nói riêng thì cũng chưa đáng kể bao nhiêu, để nên là chính cái đó mà cũng không thể dư thừa và sẽ đem được cái hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh việc duy trì các thị trường đã có, các địa phương sẽ tăng số lượng xuất khẩu sang các thị trường như Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia và mở rộng một số thị trường mới thâm nhập như Nga, Canada, Singapore và các nước Trung Đông. Cùng với đó là việc đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường nội địa, đặc biệt là các tỉnh phía Nam, để người tiêu dùng được thưởng thức hương vị của loại quả đặc sản này.